Chào các bạn, hôm nay thầy giới thiệu các bạn cái phép chia một cách trình bày nó khác với sách trường học Sách châu khóa, nhưng đúng, đây cũng là một cách làm, cách làm nó khác Ở sách trường học chúng ta thì đây là số bị chia đặt trước, số chia đặt sau, thường đặt phương giới Còn đây ta ngược lại, ta đặt số bị chia ở, ở chỗ thương, này chỗ này Số chia, còn thương đặt phía trên này, kết quả đặt trên này Đặt cái vùng này là vùng kết quả, đặt số, đấy Bây giờ ta lấy này 528 chia cho 8 Các bạn nhìn vào đây. Đấy. Đấy, 5 5 nhỏ hơn 8. Đấy, các bạn nhớ như 5 nhỏ hơn 8. Cho nên 5 chia 8 là không chia được là không đặt không đằng đầu. Đấy ok. Bây giờ này phải lấy 52 52 chia 8 đấy đấy thì 8 5 40 đấy 8 6 4 8 8 đấy do các bạn nhớ này 8 nhấn với 6 8 5 40 8 6 bằng vâng 48 đấy 8 nhân 7 56 6 5652 nó nhỏ hơn 56 rồi cho đó phải được 6 thôi. Đấy. Rồi nhân chéo ra đây. 48, 48 ra đây này. Ok. Rồi trừ. Đây. 12 trừ 8 là 4. Ok. 12 trừ 8 là 4, 5. À 5 5 4, 1 là 4. 4 4 hết rồi. Bây giờ 48. 48 chia chia 8. Thì được 6. 6848 248 Đấy. Đưa là không? Ok. Đấy. Vậy kết quả là được 66. Đấy. Vậy ta có này. 528 chia cho 8 thì kết quả là 66. Các bạn nhé. Đấy thực chất là cách làm này và cách làm của sách chúng ta nhà trường chúng ta là giống nhau thôi nhưng mà thầy trình bày lại một cách khác tiếp tục chúng ta lấy 528 chia cho 24 thì ta lấy kết quả đặt thường thế này Đấy. để số bị chia này bây giờ lấy 52 chia chia 24 thì ta sẽ lấy ta lấy 24 24 này nhân 2 là 48 24 nhân 3 3 4 12 vượt 2 nhân 1 3 2 nhân 6 Nhớ 1 là, là 7 Vậy 52 thì lớn 48 nhọn 72 do đó 52 chia 24 thì sẽ được kết quả là phải là 2 Đấy. Vậy đây là số 2 nhân lại này nhân trở lại đây ra 48 rồi trừ 12 trừ 8 là 4 bộ 5 trừ 1 trừ 4 bằng 0 rồi 48 48 chia cho 24 ra là 2 rồi nhân trở lại lấy 48 đây 0 dư 0 vậy ta sẽ có 528 chia cho 24 thì sẽ bằng 22 Đấy, các bạn nhá cách làm như vậy nó rất thú vị ngày tiếp tục chúng ta lấy số 528 chia 88 thì ta đạt thương ở đây này Đấy. thì lấy 52 này 52 là nhọn 88 thì không chia hết được, đúng không? Đấy. Với 528. À, chia hết tạm thì được bao nhiêu? Đấy. Thì các bạn thấy này. Bây giờ ta lấy 8. 8, 5, 40. Đấy. Lấy 8, 8. Nhân với. 8, 5, 40 nhân 4 nha. Thì này. Đây là nhân 4. 8, 5, 40 này. 0 như 4 này rồi bốn tám ba hai tám năm bốn thì cái không được 4832 tám 48, không được nha Rồi thử, thử thử số khác 8648 sáu nha 6 nha Đấy. tám sáu bốn 8 6, này. 8 như 4 này rồi năm nhiệm bộ là 52 vậy kết quả là là 6 6 nhân lại nhá và nhân lại 8 6 4 8 viết 8 nhiều bộ. 8 6 4 8 4 8 nhiều bộ. là 52 Đấy. Trừ một cái này. Đấy. Đấy. Vậy. Ta sẽ có là 528 chia cho 88 thì bằng bằng 6. Đây các bạn nhé. Bây giờ ta sẽ phức tỏ đặc biệt hơn. Ta lấy 100 chia cho 25. để 25 nhân 2 là 50. 50 chưa được. Đây, đây 25. 25 nhân 2 là 50. 25 nhân 3 là 75. 25 nhân 4 là bằng 100. Đấy. Vậy kết quả bằng 4 nhân lại là 100. Trừ 100 hết. Vậy 100 chia 25 là bằng 4. Các bạn nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ một cái phép toán khó hơn. 817.152 chia cho 38 này thì thực hiện như thế nào bây giờ ta lấy này 81 chia cho 38 thì ta lấy 38 nhân 2 286 16 6 như 1 21 23 là 6 là đấy còn nhân 3 28 nhân 3 thì lớn 81 rồi cho nên kết quả đây được 2 Đấy.

là 38. 14. 17 trừ 8 là được 9. Đấy. 5 trừ 1 là 4. Trừ 3 được 1. 19. 19 không chia hết. 19 này. 19 nhỏ hơn. 38. Đấy. Cho nên hạ 1 này xuống. Đấy. 191. Chia 38 là sắp xỉ là 3, 40. 40 x 2, 40 này. Nhân 4 này là 160 này. Còn 40 x 15 là 200. Vậy kết quả đây là ta kết quả đây ước, ước, lượng sắp xỉ là bằng 4 này. 4 nhân 38 này. 48 32 viết 2 nhớ 3. Rồi. 432 như 3 là 432. 4832 viết hai như 3 thì 432 như 3 là 15. Trừ 11 trừ đi 2 là 9. Rồi 8 trừ 5. Ok, nó vượt cỡ rồi. 11 một này 200 này nó vượt cửa rồi nhá 11, một tạm hai này là được một ba được 4, 4, nhấn 8, tạm tạm ba hai tư tạm bốn ba rồi ba hai 4 nhân với 3 là 12 3 4 12 nhỉ 2 3 là 15 đây là 1 trừ 2 là 9 11 trừ 2 là 9 còn 8 trừ đi 5 là 39 lớn 38 rồi nhé kết quả đây bằng 3 tám nhân 3 8 3 24. 4 với 4 nhớ 2 3 3 là 9 3 nhân với 8 này. 8 3 hai 4, 4, 4 được tư nhớ 2. 339 nhớ 2 là 11. Được 5 thì nhân 5 nha. Nhân 5. 58400 nhớ 4 này. 535 nhớ 4 là 59. Đây được 5. Kết quả được 5 các bạn nhé. Được lượng như thế được 5. không nhớ 4 này. Rồi.

Này, không, không, 15 không chia cho 38 Thì hạ hãy xuống tiếp Bây giờ 152 Chia cho 38 Thì được Mấy được à, uh, 38 nhân với à, uh, 38 này 38 nhân với 4 38 nhân 4 38 nhân 4 1832 viết 2 như 3 432 105 được 4. Được 4 các bạn nhé, nhân chéo rồi lại. Thì đây là 152. Trừ ra hết không? Vậy kết quả đây. Vậy. Đây ta có điều gì ta nào? 8117 này. 8, 17, 152 1, 5, chia cho 38 Đây lính bụn các bạn nhé Ở đây chỗ này Ta có 1510 một không chia được này Hà năm xuống năm mới chia thì phải thêm không ở đây nha Có cái thêm không ở đây Lính này đây này Thêm không ở đây Thêm không vào đây. đây là vậy không hạ hai xuống. Hạ một lần thì không thêm 0, đấy. Hạ năm xuống thì khoản chứng chưa hết được. Hạ hai lần thì phải thêm 0, đấy. Vậy phải là 04, đấy. Vậy kết quả đấy là 817 000 152. chia 38 bằng 21.000 504 Kết quả như vậy các bạn nhé Thì đấy là một cái cách nhấn rất mới các bạn này Cách nhấn là cái chia rất mới Cái chia này thì thầy đề xuất Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ hiểu hơn vấn đề này Cách chia này khác sạch nhà trường Các bạn nhé